Dạ, xin chào bà cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Dạ, hôm nay hai cha con thì đem cái cần câu ra ao để câu cá nha bà cô chú. Dạ, hôm nay thì nhà cũng chưa có gì ăn hết á, rồi hai cha con xách cần câu ra đây câu cá nha. Sáng cha chưa cho ăn hả cha? Dạ. Cha có chuẩn bị thao mồi, cha móc con câu luôn. Đây, lưỡi câu này chắc câu cục mồi bự này chắc câu cá tra. Chỗ nào cá nó hay ăn á cho lấy đó câu. Ngay chỗ cây cầu phải không? Ủa nó gịch nè, nó gịch phao nè. Cái ao cá này hôm bữa cha cũng mới thả vô gần 200 kg cá tra không có chú. Cá tra con. Ổng gà cho nó ăn. Ủa nó gịch nè, nó gịch nè. Chưa, nó mới ghẻ à. Ôi, hết mồi rồi. Chắc mấy cái trà nhỏ ghĩa. Cậu dính cá trà hay cá đuôi hồng thì vô nấu lẩu ăn luôn. Chắc nó ghĩa quá. Buổi sáng thì mấy cha con ra đây hái đậu que xong rồi đó bà cô chú, giờ quay ngang xong rồi câu cá, kiếm cá ăn. Chắc gì cá nhỏ ghẻ không quá cho. Nè, thảy xuống là nó ghẻ liền luôn. Cá nó ngớp, quá trời ngớp luôn. Ôi, mấy con cá tra nhỏ, cá bự chắc nó nằm một tút ở dưới. Để xem hôm nay hai cha con câu coi có cá ăn nha, hồng nghe không bà con chú. Rồi hết mồi rồi, cá đuôi hồng bự lắm luôn kìa mà nó không ăn. Cục mồi nó mềm quá không cha? Ủa cái gì kìa, cái gì kìa? Ủa dính một con cá tra. Ồ con này chừng nửa ký không? Con này nhỏ rồi, chừng nửa ký rồi. Đây là bà cô chú, tra câu dính con cá tra đầu tiên này, chừng mấy trăm gram gì. Gỡ ra đi. Được một con cá đầu tiên. Rồi là cha dở cái cho lên đi. Để lên xuồng đi coi chút có dính con nào bự nữa không. Ui nó nhảy kìa. Rồi cha câu dính trước. Cá này nó chịu ăn nè. Nó lôi phao rồi. Cá đuôi hỏng là nó ghẻ rồi mình không ăn. Ủa
Ủa cha mau chứ hả? Ôi cá cha con. Ờ có hết mồi nữa rồi. Cái ghẻ không à. Giúp cá cha nhỏ. Cha đã im á, cha im rồi hay gỡ nó ra. Cá cha con đó hôm bữa mới thả sao. Cha thả luôn. Làm cái cục ngòi bự luôn. Vậy mà văn ghẻ hết trơn. Câu này cá đuôi hồng nó ăn không cha? Chắc này câu dính cá tra không quá. Cá ngớp hết sức ngớp luôn. Ủa con nó ghẻ không à? Rồi. Mềm á. Ủa cha dính. Đi cứ cha sao dính hoài luôn mà dính cái cha con. Ủa con bóp một mồi nó không sát cái gì. Thả nó lại luôn. Nãy giờ câu cá nó ghẻ mồi không à, ông bà cô chú ơi, chưa dính con nào hết trơn, có cha câu dính. Thế nào nó ăn rồi cái thả lại nó nhát cá không cha? Dính cá cha. Dính cá cha con luôn à. Cá này chạy móc vô mang. Ủa con nó lôi nè. Ủa nó lôi hả? Nó lôi nè cha. Ui ui đây nè 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 dính cá mực. Ôi trời. Ôi trời. Con này cũng không có bự nhỏ. Đây nè mà cô chú. Câu dính con cá tra ra. Con cá này cá tra con rồi. Nay thả cá tra con vô dính cá tra con không à. Mấy cá bự nó nằm dưới đáy ao hết hay gì. Mới dính con đầu tiên mà. Thả bây giờ. Cá đuôi hồng khôn quá. Nó dành không lại cá cha hay. Giờ này gió lên nó trôi cái xuồng đi luôn. Lâu lắm rồi hai cha con mới câu cá lên. Nay câu dính cá cho con nhiều. Hết luôn. Còn cục mồi cuối cùng. Câu nãy giờ cá nó ghẻ quá trời ghẻ. Này câu coi dính. Dính được con cá tra nhỏ. Hết mồi vô lấy chài chài hết cho. Dạ. Yeah.
Ủa nó nè gịch nè, nó gịch nè. Chưa. Rồi hết mồi chứ đâu. Hết luôn. Giờ cha lên chạy lấy cái chài chài ngang mà cô chú. Câu nãy giờ dính được có con cá tra nhỏ. Con nhỏ xíu. Con này dừng nửa ký. Giờ cha chài thử coi dính không, câu không dính. Cá nó khôn quá khôn. Trong ao quá trời cá luôn mà mấy con cá nhỏ nó ghẻ luôn. Nó tới hay sao? Thấy sắp mấy ở ngoài để cá nhiều rõ nổi. Thấy ấp gốc không? Vô đó quá nó dính chà không cho? Đây nè. Được chưa? Ồ, trời ớt trong mé hả? Ủa, cái gì phóng kìa. Ủa, có cái gì nó quậy kìa. Ủa, cái tai tượng. Tai tượng này chưa bự. Rồi cho dính cái chạm luôn. Ui kìa. Ồ cá phóng ngang mặt luôn. Nó có cá kìa. Ồ, cá tự có cá chốt nữa kìa. Đó, coi có con nào bự không. Sao không thấy con cá đua hồng nổi trơn. Đó. Ồ, cá hường. Quá cá luôn. Cá hường. Ồ, một chài nhóc cá đua. Này, cá tai tượng. Còn cá mày dinh nè. Nó nở cái cùi cầu. Có một cá tra này cũng vừa vừa. Dạ, cá tra. Bắt cá tra bự đi. Mấy cái kia thả lên. Cá tai tượng này chưa có đạt chuẩn mà. Cá hường nó cũng còn nhỏ nữa. Bắt cá sặc, sặc bướm này ngon rồi. Ê, cá tai tượng, con này chắc vài trăm gram. Cá hường nữa ông bà cô chú. Cá mày dinh. Rồi. Nhảy nè. Dạ. Có cá tai tượng chắc nửa ký rồi bự. Tai tượng này phải từ giá 2 ký, ký mấy 2 ký. Ăn nó mới ngon. Cho cha gỡ luôn. Dạ thôi thả đi cha. Có bắt cá sặc bướm, cá sặc bướm ngon. Này cá mày dinh nè, con á. Cá dinh chưa bự hụt mày, để anh thấy luôn. Đây cá mày dinh. Mày dinh này nè, phải bự mới ngon. Bắt cá linh. Này chai một chài rồi. Gỡ cả buổi luôn. Ồ dính cá sặc bướm kìa. Chài nó. Chút thêm một chài nữa cha coi có dính cá đua hồng. Cá đua hồng mà chiên với nấu lẩu ngon. Mới vậy đó ba. Dính cá tai tượng nhiều. Ồ đây cá sặc bướm nè. Cá sặc bướm này nó không chua.
quá trời cá luôn. Dính cá mày dính nhiều nè. Đó, con cá mày dính. Bắt cá linh luôn. Kề kề bắt cá sặc nha. Rồi còn ba cá thịt tượng. Cha sẽ chài thêm một chài nữa. Đây nè bà cô chú. Chài một chài hai cha con bắt lại nhiêu cá nha. Ô con cá thịt tượng thì thả nó đi. Thả cá thịt tượng rồi. Dạ. Nó giờ nó nằm đây. Được con cá tra này cũng chắc cũng phải trên nửa ký. Chài tiếp nó kiếm cá bự. Vô đây gướng nhánh trà luôn. Cha chạy đâu nó cho ớt không? Ở bên đây hay là ở ngoài? Ở ngoài. Được con cá tra ở quậy. Đó, cá sặc bướm kìa. Hai con luôn. Cá sặc bướm này nấu canh chua hay chiên hết sảy. Dính cá trắng với cá tra. Cá đưa hồng quá khôn, không vô. Cá trà nó kêu. Mình bắt được mấy con cá trắng. Cá thả mấy cá vô nè. Dạ. Cá quỳ bắt không? Đâu chưa? Thôi thả nó đi. Thì dính hai con cá quỳ luôn rồi. Quỳ này chưa bự. Bắt mấy cá linh đi. Cá linh này bự. Cá đồ hồng của hái nó ở giữa ao. Chài cuối cùng cha chài nữa mà cô chú dính cá tra con như cá linh. Con cá đó chắc cũng bự mấy trăm gram. Giải mấy chài được nhiêu cá đâu mà cô chú. Giờ luôn lấy cái thao bắt cá vô thao nha, con nào bự
con cá tra này bự. Cá tra gỡ cái chài đó. Này cá này dinh nè. Con cá he. Mất mấy con sặc ướm. Nhảy dữ. Rồi ra để hao. Đây là đủ bữa cơm. Bây giờ Nương ra ngoài vườn cắt rau vô nấu canh chua nghe bà cô chú. Dính được con cá tra bự. Giờ cắt bạc hà với rau muống nấu canh chua. Này cắt hai cọng là đủ một nồi canh chua này. Bạc hà mẹ trồng tốt. Hai cọng bạc hà với hái ít lá ngò gai. Qua bên đây cắt rau muống. Nhà trồng đủ loại rau hết không bà cô chú. Có cá là lên thấy rau là ăn rồi. Ăn rau muống. Cắt sát gốc một chút vô lặt lại. Giờ Nương bắt đầu làm bữa cơm cho cha với mẹ ăn nha mà cô chú. Thì hôm nay cha chà dính con cá tra với mấy con cá trắng thì Nương sẽ nấu canh chua cá tra nha. Với con cá he sẽ nấu canh chua luôn. Canh chua hôm nay thì có rau nhút nè, rau muống với bạc hà. Còn cái này thau cá linh với cá sặc bướm không mà cô chú. Nương muối xả rồi chiên nha. Ướp cho nó thấm rồi một chút sẽ bắt lên chiên. Dầu nó cũng nóng rồi giờ nên để cá vô chiên. Nước sôi Nương thả cá vô nha. Nấu canh chua này khử cá trước không bà cô chú. Mà Nương không có khử này Nương để nước sôi rồi thả cá vô luôn. Chảo cá. Nãy giờ Nương để bạc hà với rau muống vô rồi nè mà cô chú, giờ sẽ cho rau nhút vô nha. Rau nhút nó nhanh chín lắm, cho vô sau. Hôm nay một chảo canh chua luôn.
cho rau canh chua với ớt vô luôn. Cá chiên bên đây nó cũng vàng rồi nè, mà cô chú nó sẽ gấp ra dĩa nha. Cá sạch chiên rất là giòn luôn. Chiên rất là giòn. Dạ nương nấu bữa cơm cũng chín rồi nha ông bà cô chú. Thì hôm nay canh chua với cá chiên nha. Dạ nương cũng mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức luôn nha. Mời cha mẹ ăn cơm. Mời cha mẹ ăn cơm. Mời cả nhà dùng cơm luôn. Mời cả nhà dùng cơm luôn. Đây cái chén mẹ đây nè. Nay gia đình ra đồng hái đồ gãy rồi bắt cá rồi nấu cơm ăn luôn á mà cô chú. Nó ăn cơm mà chạy luôn hả mẹ. Món canh chua, món canh chua mẹ yêu thích. Cá sặc chiên nhồi khấy luôn. Cá này nó giòn không, cá lên. Chiên giòn. Nghe anh Hoàng được nghỉ rồi, sáng ra hái đậu que tiếp. Ăn cơm với gia đình luôn. Giờ này cũng trưa rồi. Hầm này nó được ăn. Kiếm cá đuôi hồng hoài không được, khôn mới ra con cá đuôi hồng. Cá hồng thơm. Động ngày nó chạy. Cá này sáng hết thau mồi mới được. Hết thau mồi mới dính được con cá cha bự. Còn mấy con cá mới thả vô nó nghỉ mồi nó ăn. Giòn này ăn sương được các bạn. Nghe luôn sương. Giòn. 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 Con này giòn. Chị giòn vậy ăn luôn sương luôn. Có nghe sương. Nghe nghe. Mấy con cá linh ghìa. Giòn ngon. Cá heo. Dính được con cá heo. Heo ngon. Heo nó còn chua ngọt luôn. Ra đồng làm mệt đó, nó nấu cơm ngoài đồng ăn ngon. Đây ăn cơm gió mát không? Gió mát hơn trong nhà. Dạ. Có rau nó hái vô nấu luôn. Này ăn có ra đồng hái gì cũng có. Trồng được thứ. Không có thuốc sâu. Ngày này đói bụng mà ăn cơm ngon. À, anh mới. Cá chiên giòn thì cũng nhai luôn xương luôn. Chọn thấy không?
muối mặn mặn ngon. Dạ hôm nay thì hai cha con ra ao bắt cá lên làm bữa cơm ăn rất là ngon luôn bà cô chú. Thì Nương cũng xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh Hương Quê. Dạ xin chào. Dạ.